Vâng, và em Minh xin mến chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay em lại lên cho bác 3 model bát súp coi 100 cho những bác nào chuyên sự kiện, chuyên gia đình, phòng hát hoặc các bác lắp gia đình đều tuyệt vời luôn các bạn. Những nhà nào, những bác nào đang sử dụng những quả bát súp mà nó kém, hoặc trước đây anh em có để nằm những quả bát ráp nhưng mà nó súng bát nó chơi kém ấy ạ. Nó không thì có nhu cầu nâng cấp thì liên hệ Hero, em có thể hỗ trợ nâng đổi các cho anh em. Và cái thứ hai nữa là hôm nay em giới thiệu cho bác là ba siêu phẩm hàng chính hãng nhập khẩu nhé bác nhá. Thì hôm nay dòng bát súp mà em giới thiệu cho bác đây là sản phẩm chính hãng nhập khẩu. Và điều quan trọng nữa, dòng này thì nó quá tên tuổi rồi bác. Nó sánh ngang với những dòng tên tuổi thị trường như gần như BMC, Phyto hay những dòng bát súp nói chung là tên tuổi nhất thị trường rồi. Đấy. Và dòng bát súp này thì được bên Hiếu Minh bán cũng rất là lâu năm nay, cũng như là thị trường được rất nhiều anh em bán, nhất là anh em Sài Gòn thì bán dòng này rất là nhiều rồi. Những bác nào đi xôi kẹo kéo trong Sài Gòn, bác nhìn cái ba dòng bát của BBK này, bác cái chất lượng nó là khỏi bàn rồi. Cái điều quan trọng hôm nay em review cho bác là với ba model này phù hợp cho cả bác chơi gia đình nữa, vì dòng này súng driver là coi 100. Và trước mắt các bác đây là ba model, một dòng model mới nhất súng cánh cánh sao, nghĩa là dòng gông cánh sao, dòng gông kép cánh sao SVG 18600, rồi súng driver là từ 220 coi 100 bác nhá, từ 220 coi 100. Dòng bát này ấy, thì cái giải bát nó ra rất là sâu luôn. Đấy. Giải bát rất là sâu. Nó sâu mà nó ấm các bác ạ. Ấm gọn tiếng. Đấy. Và giá cặp này thị trường em đang bán mức giá là khoảng hơn 5 triệu đồng, Hiếu Minh chỉ bán mức giá là hơn 4 triệu đồng thôi. Cái mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Nghĩa là nói đến dòng súp của BBK, em xin nhắc lại là bên em là đại lý ủy quyền, cái thứ hai là đơn vị là nhập nhiều số lượng nhiều. Nên cái mức giá bao giờ sẽ tốt hơn so với đơn vị khác rất là nhiều các bác nhá. Ở đây em chỉ đọc mức giá chỉ hơn như thế để các bác biết là cái đọc cái giá đấy là rẻ rồi. Cái thứ hai các bác, em muốn các bác liên hệ để giá tốt hơn nữa. Đấy, để hài lòng các bác. Nghĩa là nó ở đây em muốn là ngoài sản phẩm chất lượng rồi, còn về giá cả cứ để em lo các bác nhá. Thì ở phiên bản này thì các bác đánh được tốt ở những dòng súp đơn 50, kể cả những dòng súp gia đình. Còn các bác hoặc là các bác ghép vào những dòng súp kép, anh em đi show sự kiện dòng súp kép, dòng súp này thì nó không quá nặng thì các bác ghép vào súp kép được, hoặc là dòng súp đơn gia đình thì dòng này tuyệt vời luôn. Đấy, không bình răng. Với dòng bát của BBK thì 100% là tất cả linh kiện nhập khẩu. Tại sao nói bát nhập khẩu rồi lại còn linh kiện nhập khẩu? Thì với thì một sản xuất của công ty sản xuất bát này, nó không phải là sản xuất từ cái màng hay từ cái lẫy này hay từ cái từ ấy đâu ạ. Mà nó chỉ là sản xuất trong nó như kiểu công ty gọi là có dây chuyền để là ráp lại thành phẩm ấy. Các bác tưởng tượng đấy, giống như một cái tivi của bác, cũng như TV sản xuất ra, cũng như Samsung chẳng hạn ở Việt Nam chẳng hạn, thì để sản xuất ra cái TV thì bác phải linh kiện từ Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc rồi Nhật Bản, chứ nó không phải là tự dưng là một cái công ty họ sản xuất ra cái này. Nên là em muốn nhấn mạnh đây là cái phiên bản mới ngày hôm nay, và các cái dòng súp bát BBK từ xưa nay bác mua ấy, nó sử dụng tất cả linh kiện rất là xịn. Đó là cái sử dụng màng của nó ấy. Màng nó này, màng nó sử dụng cái màng là màng UKM, dòng màng mà tích hợp trên những dòng bát cao cấp mà hiện tại sắp tới nhà em về hàng của dòng bát BMC. Đấy, BMC. Nên bác nhìn này, nó sẽ liền khối này. Liền khối luôn. Liền khối luôn. Vân vải đập dấu 3 lớp. Dòng BMC thì rất dễ, đơn giản thôi, bác nhìn dễ lắm. À, thứ nhất này, chung cái màng xịn này, bác để ý này. Tất cả những dòng bát súp mở màng xịn ý, bác để ý cho em này, gân nó trên này, cái độ sắc nét nó rất là cao này. Và khi chạy xuống đây nó ăn vào cái ló này này, là cái keo của nó nhá, keo của nó ấy, là keo nó liền khối nhá, leo liền khối này đấy, chứ nó không phải dán thông thường nha. Bình thường những cái dòng rẻ rẻ tiền, các bác để ý những dòng bát rẻ rẻ các anh mua ấy, hay các bác có xem nhiều video kể cả những đơn vị khác gì đi, những bát rẻ rẻ hay bên vị em một số cái bát ở phân khúc rẻ hẳn ấy, thì bác thấy là cái lón của nó sẽ chỉ là nó dán ấy, đậy lên thôi, dán nó vào thôi, nó không được liền khối này đâu đấy. Và dưỡng của nó nhá, dưỡng của nó sừng là dưỡng phủ tuyết đấy, phủ tuyết này, con này phủ tuyết nhẹ hơn đấy. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp. Giá dòng bát này nhớ là Hiếu Minh sẽ trừ này, em xin nhắc lại em chỉ bán giá là hơn 4 triệu đồng một cặp thôi. Và bên cạnh đây thì dòng bát là coi con này, coi của nó là coi 115. Coi 115 bát neo. Bát neo phù hợp cho những bác nào chơi gia đình thì cũng tuyệt vời, tại vì dòng này ở phân khúc cao cấp hẳn rồi. Hoặc những bác nào mà chơi sự kiện cũng tuyệt vời hơn. Sự kiện thì những dòng neo thì thường các bác chỉ nắp vào những dòng súp là súp kép thôi. Còn súp đơn thì thường anh em sẽ lấy từ thường.
từ thường con 120, con 125, con 150. Còn các bác lắp vào thùi từ xúc kép để cho nó giảm đỡ bị lặng đi. Thì các bác em lắp xúc kép này vào thì dòng xúc kép thì cực kỳ hợp lý để vấn đề bê biếc nó nặng đi. Mỗi tội giá thành dòng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, chút so với đắt hơn so với dòng từ thường, nhưng cái chất lượng thì khỏi là ấy rồi. Cái dây bát này các bác nhìn vào thì bác nhìn giống liên tưởng đến dòng bát nào có biết không ạ? Giống y xì những dòng bát của Lacoste hay dòng bát của BMC. Bát neo ấy, em đang nói chuyện bát neo của Lacoste hoặc bát neo của BMC thì cái bát của BVK này nó cũng như vậy nha. Cùng là hàng ship này, cùng là hàng ship của BVK nha. Với thương hiệu là họ ở đây họ sản xuất là họ cũng nhập khẩu như em nói là màng UKM này, cái keo này khác gì màng đều giống như BMC luôn, màng dưỡng nhá. Tối nhỉ, em để người lên tối rồi thì đây màng dưỡng tuyết này, anh em nhìn thấy tuyết chưa, phủ tuyết đẹp thật sự luôn. Phủ tuyết này trông như mình đang bên châu Âu ấy. Bác nhìn keo này, keo thiết kế như sòng BMC, keo trong nhá, keo trong khuyết như hình kia quay kem nhé. Đấy, đẹp không? Màng này, màng liền khối này, bác nhìn chưa? Em zoom lên hết cỡ máy điện thoại rồi đấy. Bây giờ zoom cho bác nhìn này, liền khối chưa? Đấy, vẫn phải được tờ 3 lớp. Nó xịn tất cả luôn, từ vòng keo này, từ tất cả mọi thứ. Nó đều xịn từ màng, từ keo dưỡng, rồi từ điểm sáng khác. Đấy là điều mình muốn nhấn mạnh, quay chi tiết cho các bác anh em. Thì mã model bát này cũng lên. Mã model bát này nó là bát neo 50. Neo 50 bác nhá. Công suất hoạt động của nó là 1000W ở lỗ trở 8 ohm. Đấy, chuyên cho anh em sự kiện này. Tuyệt vời chưa? Đánh xúc kép để đánh được quả xúc cặp xúc kép này anh em phải đánh cho em con đẩy nó dường 2000 đến 2500W một kênh thì mới đánh được quả xúc kép này. Đấy. Mã model là SVG18100L. Thì dòng bát này thì hiện tại thị trường em đang bán mức giá khoảng 8 triệu và gặp Hiếu Minh này. Gặp Hiếu Minh này hơn 7 triệu đồng thôi, mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn nhá. Nói thật sự luôn, một bởi cái giá bát này là cái giá có thể nói là giá cực kỳ bí anh em chơi bằng bát xịn này. Rất hợp lý rồi. Các bác mua là sang Lavosi, các bác mua một cái bát này thôi nó đã rơi khoảng độ 7 triệu rồi. Một cái bát này thôi, 6 triệu rưỡi 7 triệu. Thì một cặp này nó thì bán chỉ bằng một cái bát thôi. Một chất lượng như nhau anh em nhá. Trong của bia đặt chút lên trong bát với kép thì không lệch lạc vào đâu được, đó là những điểm mà em đã phân tích đây và những điểm tem mác đây, mã đây và cái đây điểm nữa là dập khung này về bia kép này. Ok, độc quyền luôn nhá, độc quyền luôn nhá, hơn 7 triệu đồng các bạn này, giá tốt nhất trên Việt Nam luôn các bác nhá. Và bên cạnh đây nữa là model nữa cũng là từ 202 con 100, trong bát này bát đời đầu, mức giá con này thì mức giá là chỉ có là hơn 3 triệu đồng cho anh em chơi. Mã model là VKF 1820. Dập VKF bên rìa đây. Xem đây. Mã model bát này, con này súng đĩa đít là đít 7 màu nhá, đít 7 màu dòng bát đít này mà đít chóp này nữa. Đít lồi này. Đít lồi nó cao hơn cả dòng bát đít lồi của RCF. Đây dòng cái bát nó ra nó sâu này, nó ấm này, nó gọn này, nó không bị đuôi. Đấy. Gông súng gông 246 gông đúc hôn hở nhá, nghiêng lên quyết đây hôn hở này. Đã, nghiêng lên đây co 100 anh em nhé, cũng sử dụng màng UKM liền khối này. Để bác để ý cái dòng bát ở phân khúc là êm mà cũng làm rất là tỉ mỉ từng cái này. Các mua những dòng loa bát RCF loại 1 các bác thử nhìn xem làm sao khôn như con này được. Nó cái offer dán lên từ cái màng ấy, nó cũng màng như này đâu, nó cũng màng dày như này đâu, cơn vải đầm dầu này thấy chưa, nó khác hẳn, đắt hơn tí thôi, nó khác hẳn một trời vực luôn, rồi khác hẳn luôn. Trong bát này chỉ mức giá là hơn 3 triệu đồng một cặp thôi. Đấy, mình quay tổng kết bát coi nhà em quay rất nhiều các mùa clip đối với các dòng bát, nhưng mà em muốn là ở các dòng bát là coi vừa rồi coi lớn dùng bát to bát nhỏ để cho bác là có nhu cầu ở các model nào thì anh em mua hợp lý. Còn đối với chồng model em quay thì là phù hợp cho gia đình này. Những cái bát này cho anh em gia đình hoặc cả sân vườn nhá. Còn anh em sự kiện thì coi cho hơn kìa. Nhưng cái trong cái con model này sự kiện này vì bát này có rất là lớn 1000W một quả này. Anh em lắp vào xúc kép này thì cho lắp ráp vào một cặp xúc kép thì tuyệt vời. Nếu ra thành phẩm một cặp xúc kép này thì giá đâu đó suýt soát là hơn 30
72 14 14 là đi làm. À đâu? À, hơn 20 thôi. Hơn 20 của cả bác sĩ neo này. Em bao hay hơn cả những dòng AI nhập khẩu à của xuất nhập khẩu. Bao hay luôn. Các bác đến so luôn, không hay hơn. Trả lại em. So luôn. So găng tơ luôn. Miễn là các bác mua hàng mà nếu mà thành phẩm ghét thành phẩm bác yêu cầu thì cứ như em mình tư vấn này, em liên quan phải tư vấn cả thùng cho bác cơ. Nhiều bác mua được mua về các bác như em nói rồi nó bác ghép vào những cái giúp kép về anh em này sôi kiện anh em nhiều khi cứ tận dụng cái dòng xúc bãi của Martin mà xúc đánh phòng ấy, cái thùng nó nhỏ anh em lấy cái dòng bát dùng sức lớn thì đánh vào thì nó ung thùng nha. Các bác đánh vào dùng Martin thì bác lấy được bát này thôi, bát từ thường này, từ 220-100 này, công suất con này nó dao động 600 thôi, 600-700 thôi thì anh em lấy được bát nhỏ thôi đánh vào thùng Martin được. Còn khi lên đến công suất lớn dòng bát nó cao cấp thì bắt buộc các bác phải đánh vào những cái thùng kích cỡ lớn hơn và phải theo chỉ định của đơn vị chuyên nghiệp, đơn vị như kỹ thuật về tư vấn. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé, cái mức giá em báo trong clip rồi, anh em có nhu cầu liên hệ em. Vì trong clip thì hầu như là em cũng các bác thông cảm cho Hiếu Minh là em không thể báo giá thẳng trực tiếp được, nhưng em nói từ hơn hoặc gần là như bác biết là những giá nó rẻ lắm vô cùng rồi, vì ta bán tranh với em khoảng 500 đến 1 triệu một đôi mà, thì đây em đã nói mức giá đó rất là êm rồi. Anh em nhu cầu liên hệ em trực tiếp vì nó liên quan vấn đề là thứ nhất chính sách nhà hãng, thứ hai là cùng bán sản phẩm này thì cũng phải lựa để anh em cùng bán đấy, nên là cái điều quan trọng bác liên hệ em là cái mức giá siêu tốt cho anh em chơi đấy. Và xin chào các bác nhá.